Và xin mời Trương Minh Quốc Thái và Bạch Công Khanh sẽ trả lời câu hỏi. Châu Khanh gửi lời chào đến tất cả quý vị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Thì cảm ơn câu hỏi của anh Minh rất là nhiều. Thật ra Khanh thấy mình rất là có duyên với những tác phẩm chuyển thể từ cải lương, và đặc biệt là rất có duyên với những vai khùng. Dạ, nói giỡn thôi, vai hơi không bình thường một tí. Tại vì nói khùng cho nó vui, tại vì lúc đầu mà nhận vai này anh Thiện với Khanh cũng thật sự rất là lo. Trong cái khoảng thời gian mà bắt đầu quay phim này, trước đó Khanh đã có 3 phim đã quay và đã chiếu cũng cái kiểu này luôn. Đấy thì mình sợ là nó sẽ bị một màu. Nhưng mà khi mà anh Thiện nói chuyện về tâm lý của nhân vật cậu Hai Lương cho mình hiểu và muốn khắc họa theo cái hướng đó để cho các vai khờ trước đây nó không bị trùng, thì Khanh cũng tiếp thu và cảm thấy đó là một cái quyết định sáng suốt để cho nhân vật mình nó không bị nhàm chán. Tại vì có nhiều người xem Khanh đóng dạng vai này nhiều quá, cái bắt đầu ra ngoài họ sẽ có nhiều cái thắc mắc. Họ nói là sao trên phim vậy mà ở ngoài nhìn cũng không có bị khùng lắm. Nói giỡn với quý vị thôi, thật ra đóng những cái vai này kỷ niệm rất là nhiều. Khanh được sống một cuộc đời không phải là mình. Có thể giống một tí là cái sự hiền lành và được mặc đồ như là cậu hai cậu chủ ngày xưa, được mặc áo bà ba. Và đặc biệt phim này là lần đầu tiên Khanh được quay ở trên sông nước, và như anh Thiện chia sẻ luôn, đây là quay trong mùa dịch và các thành viên trong đoàn lần lượt bị bệnh. Đến Khanh còn nhớ có một cái ngày mà đang quay thì mọi người xôn xao nhau một cái tin, đó là đạo diễn bắt đầu ho rồi. Bắt đầu mọi người mới không rất là bất an, và mọi người chỉ có một cái lo lắng duy nhất là anh Thiện test chưa. Mà test xong rồi may quá có một vạch thôi. Đấy thì cuối cùng vẫn là về đích an toàn với phim Duyên Kiếp. Thì Khanh cũng xin không muốn chia sẻ nhiều về vai cậu Hai Lương. Mọi người xem thì mọi người cảm thấy là cũng giống giống rồi đó, nhưng mà bảo đảm không có giống một cái gì hết. Cảm ơn anh Minh rất nhiều. Dạ. Quốc Thái cũng xin kính chào các anh chị báo chí, quý vị khán giả cũng như là các anh chị đồng nghiệp. Cũng may là có cái hình này cho nên mọi người không có hỏi Quốc Thái là có đóng vai ác được không. Bởi vì Quốc Thái nhớ là xuất hiện ở Mega GS thì hầu như phim nào cũng dính với Thân Biến Hạ hết. Đó là Vũ Ánh Mì, cặp quậy nhất phim. Rồi tới vợ Quang cũng không quậy gì mấy, nhưng mà ném đá đủ xây biệt phủ luôn rồi. Và ai cũng chửi nhân vật thiếu phong của Quốc Thái trong phim Vợ Quang. Và tới bộ phim này thì khi mà anh Chu Thiện mời, thì lúc Quốc Thái đọc kịch bản thì có nói với anh Thiện: ủa sao vai em có chút xíu vậy nè. Tự nhiên mất tâm luôn, không thấy đâu hết. Anh Thiện nói mày đọc cút sao đi. Với lại Quốc Thái cũng xin cảm ơn là sau khi Quốc Thái nhận lời tham gia bộ phim Duyên Kiếp thì anh Thiện cũng như là biên kịch chị Hà Thu đã viết thêm cho Quốc Thái cũng khá khá để cho vai mình nó đầy đặn hơn. Và cảm giác bởi vì Quốc Thái thu hút bởi cái bị thu hút bởi cái vai này, đó là một cái người rất là nghĩa khí, một giang hồ vườn, nhưng mà anh ta luôn khao khát một cái tình cảm gia đình, một cái ước mơ rất là đơn sơ giản dị thôi, nhưng cả cuộc đời anh ta không chạm tới nổi. Đó là một cái bi kịch của một người nông dân đời xưa. Và qua cái vai này thì Quốc Thái mong muốn rằng sẽ đem lại một màu sắc mới. Thực ra thì cái vai cũng không phải lạ đối với Quốc Thái, nhưng mà đây là có thể gọi là màu sắc mới trong năm nay so với những bộ phim Vợ Quang hay là những bộ phim khác sắp chiếu.
Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn Trương Minh Quốc Thái. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời chị. Anh đi gần đây thì chị chỉ toàn xuất hiện với các cái vai mẹ và ác. Thì cái việc mà đối lập này nó mang đến cho chị những cái thú vị hay là những cái tâm tư gì? Thứ hai nữa là với một diễn viên có nghề như chị mà khi vào các cái vai diễn ở cái tuyến dàn bao và lớn tuổi ở trong phim truyền hình thì cái sự trao đổi của chị với đạo diễn hoặc là với nhà sản xuất nó có nhiều không để tạo cho một cái tạo cho cái sự đặc biệt cho cái vai diễn của mình? Cảm ơn. Cảm ơn em đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, Duyên xin kính chào tất cả quý vị khán giả cũng như là các nhà sản xuất, đạo diễn, các đồng nghiệp cũng như là khán giả đã có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn em đã hỏi đặt câu hỏi cho Duyên. Thực sự ra là mình là diễn viên mà, cho nên rằng là trên sân khấu cũng như là điện ảnh thì mình sẽ phải mình được tham gia vào các vai diễn đa dạng, càng đa dạng bao nhiêu thì đó là càng may mắn đối với một diễn viên như Duyên bấy nhiêu. Và thường là trên sân khấu thì là trong cái chương trình ngày xưa thì Duyên được may mắn tham gia vào các vai các cô công chúa. Thực sự mà nói là bởi vì do là một phần là mình xuất thân từ diễn viên múa và là cũng là diễn viên múa classic, cho nên rằng nó rất là khá là phù hợp với các những cái nhân vật ngày xưa trong các chuyện cổ tích, cho nên là đó là Duyên nghĩ là do là một phần may mắn của Duyên. Còn về cái trong phim ảnh thì tại sao Duyên lại tham gia vào những cái vai lớn tuổi, vai già, vai ác? Là Duyên nghĩ rằng do là thực sự ra là nếu mà tuổi bên ngoài của Duyên thì Duyên nghĩ rằng là nó cũng là cũng có thể rằng là vào được những cái vai đó rồi. Vẻ bề ngoài của Duyên thì có thể là do là ở bên ngoài Duyên nghĩ là do cái từng trải của mình một cái giai đoạn cũng là khá dài để mà Duyên có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm. Bởi vì rằng là vai ác thì nó cũng phải có lý do gì sao mình ác, cũng phải có những cái gọi là thăng trầm sốc nổi để mà mình ác cho nó hợp lý, để mà khán giả cũng phải cũng xem và có thể chấp nhận mình và có thể rằng là yêu thương những vai ác của mình chăng. Và Duyên hy vọng rằng là trong cái vai diễn Duyên Kiếp, vai bà Dung lần này thì là Duyên được khán giả đón nhận và cũng sẽ như là xem Duyên cũng như các đồng nghiệp của Duyên trong một cái gọi là một cái khía cạnh gọi là những cái vai, đây là một trong những cái vai Duyên nghĩ rằng khá thú vị, dù là vai có thể nói là dàn bao chứ không phải là đi tuyến chính, nhưng mà Duyên nghĩ rằng là nó khá hấp dẫn và khá đầy sức diễn đối với một diễn viên như Duyên. Cảm ơn nhiều ạ. Của đài đó là Nơi Ngọn Gió Dừng Chân, và trong Nơi Ngọn Gió Dừng Chân thì em lại gặp Mỹ Nhân và gặp chị Mỹ Duyên. Chị Mỹ Duyên giống như mẹ của em trong Nơi Ngọn Gió Dừng Chân và lại là tình địch của Trương Mỹ Nhân. Và nói sống với Nơi Ngọn Gió Dừng Chân thì là Duyên Kiếp với vai là cô Thúy. Thì đối với nhân vật vai Thúy này của em, nó cũng có 3 giai đoạn chuyển biến tính cách. Đó là từ một cô gái rất là hồn nhiên, rất là dễ thương và rất là thông minh cá tính nữa. Thì do người mẹ của mình đó là chính là chị Mỹ Duyên đã đưa đẩy cho cô gái này có một cái chuyển biến về mặt tính cách. Dần dần thì cổ thay đổi tính cách trở nên nó không được dễ thương như lúc ban đầu nữa. Thì đây cũng là một nhân vật, lúc đầu anh Chu Thiện gọi mời em thì anh nói với em ơi, thật ra cô này cũng không có phản diện đâu. Thì khi mà em đọc kịch bản, em đọc rất là kỹ và em chia ra rất là nhiều giai đoạn để em thể hiện vai này, mong là mang đến cho quý vị một cái cảm giác dễ chịu nhất trong nhân vật của em. Thì là một người mới thì gần đây thì em may mắn được các anh chị đạo diễn tin tưởng mời khá nhiều vai bản diện. Thì trước đây thì em cũng đã thể hiện rất là nhiều vai chính diện rồi, nhưng mà không hiểu sao là bắt đầu từ bộ phim Bánh Mì Ông Màu thì có lẽ là quý vị khán giả ấn tượng về em ở vai phản diện nhiều hơn hay sao đó, mà em cứ được nhận rất là nhiều vai diễn phản diện rồi. Và ở mỗi vai thì nó sẽ có một cái hoàn cảnh
một cái tính cách khác nhau, cho nên là em hoàn toàn không sợ là em bị đập đi đập lại về mặt diễn xuất, và em cũng may mắn được làm việc chung với rất nhiều các anh chị giỏi, và từ đó thì em nhìn, em học hỏi ở các anh chị từng ngày và em trau dồi cho kỹ thuật biểu diễn của em nó nhiều hơn. Và qua đây thì em cũng cảm ơn anh Chu Thiện đã giúp em hoàn thành vai diễn Thúy một cách trọn vẹn. Em xin cảm ơn ạ. Em về việc mà diễn xuất cùng với các bác là có kỷ niệm nào mà đáng nhớ khi em quay bộ phim này không? Cảm ơn em. Em cao quá, anh xin phép được ngồi. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của chị. Trước hết em xin chào quý anh chị có mặt ở đây ạ. Thật sự là cái chiều cao của em như mọi người thấy ạ, nó khá là ảnh hưởng rất là nhiều. Khi mà em đóng phim, em thật sự rất là buồn. Mọi người đều muốn cao nhưng mà bản thân em muốn lùn đi khoảng một tấc càng tốt. Tại vì khi mà đóng chung với lại một bạn diễn nào á, thật sự rất là khó khăn. Nếu mà tìm được một bạn diễn nam cho em thì cũng rất là vất vả cho sản xuất và đạo diễn. Thật ra cái vai này ban đầu không phải là của em đâu ạ, mà duyên đưa tới. Và một ngày đẹp trời em gặp anh Chu Thiện, và với sự nhiệt tình của em thì cuối cùng anh Chu Thiện cũng tin tưởng giao cho em vai Huệ. Vai Huệ thì là một cô gái rất là ngây thơ trong sáng. Mặc dù nghèo thôi nhưng mà cô ấy rất là hồn nhiên, vui tươi. Nhưng mà số phận đẩy đưa khiến cô ấy phải có những cái số phận nghiệt ngã. Yêu một người nhưng mà phải cưới một người khác. Cái số phận của Huệ đó cũng rất là gian truân. Và hy vọng là quý anh chị theo dõi bộ phim này sẽ ủng hộ vai Huệ của em. Trong bạn cải lương là Huệ rất là hiền, nhưng mà em nghĩ em Huệ, một con Huệ rất bự ở trong cái phim Duyên Kiếp này sẽ là một con Huệ rất là khác. Nó cũng sẽ dạ một con Huệ cao kiều và mảnh mai thì nó cũng sẽ mang lại một cái ấn tượng nhất định nào đó cho cái bộ phim Duyên Kiếp này. Và em rất là may mắn khi mà được nhận những cái bộ phim khác nhau và tính cách nhân vật khác nhau, và những bộ phim đó cũng rất là thành công, và hy vọng cái bộ phim này siêu thành công luôn. Xin được cảm ơn Trương Mỹ Nhân. Các anh chị thân mến, có thể nói rằng là chúng tôi rất vui khi nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía các anh chị.